Từ lực Bookstore và đi quan thái trên trọng kính chào quý khán giả. Hôm nay là thứ hai mùng 6 tháng 12 năm 2021. Cựu ứng viên Tổng thống Mỹ Bob Dole qua đời thường thọ 98 tuổi. Bà ông Sang Suu bị tập đoàn quân Việt Miễn Điện tuyên án 4 năm tù giam. Thành phố New York bắt buộc nhân viên công ty tư nhân trích vaccine COVID-19. Và Hawaii có tuyết trong khi Colorado tháng 12 vẫn chưa có tuyết. Đó là những tin quan trọng sáng ngày hôm nay. Sau đây xin mời quý khán giả theo dõi phần tin chi tiết cựu nghị sĩ Bob Dole, tiểu bang Kansas, Đảng Cộng Hòa, và cũng là ứng viên Tổng thống Mỹ năm 1996, đã qua đời vào lúc dạng sáng ngày hôm qua, hưởng thọ, thượng thọ 98 tuổi. Thông báo của Elizabeth Dole Foundation nói rằng nghị sĩ Robert Joseph Dole ra đi vào lúc sáng sớm ngày hôm qua, trong lúc ông đang ngủ. Ông đã phục vụ đất nước Mỹ 79 năm tính cho tới lúc ông từ trần. Tổng thống Joe Biden lập tức đã lên tiếng vinh danh di sản của cố nghị sĩ Bob Do. Ông Joe Biden gọi ông Bob Do là một anh hùng trong chiến tranh và là một trong những người vĩ đại nhất của thế hệ chúng ta. À, ông là người mà Tổng thống Joe Biden nói rằng ông luôn tin tưởng vào những sự hướng dẫn của ông Bob Do. Và đồng thời ông Joe Biden đã cơ ngợi ông Bob Do như là một người bạn thân tình ở trong đời. Thưa quý vị, vào đầu năm vừa qua thì ông Bob Dole có nói với báo chí biết là ông đã được trần đoán bệnh ung thư phổi thời kỳ cuối cùng tức là thời kỳ thứ tư ông đã phục vụ cho đất nước Mỹ với tư cách là nghị sĩ liên bang của tiểu bang Kansas từ năm 1969 cho tới năm 1996 sau đó trong cuộc bầu cử tổng thống năm 1996 ông đã đối đầu với ứng cử viên đảng dân chủ là ông Bill Clinton và đôi bên đã gọi là đua, đua sát nút nhau. Rốt cuộc thì ông Bill Clinton thắng cử. À, thưa quý vị, năm 2018 ông Bob Dole nhận được huân chương cao quý nhất của quốc hội Hoa Kỳ, đó là Congressional Gold Medal. À, trong buổi lễ đó có sự tham dự của cả hai đảng cộng hòa và dân chủ, cùng với ông Donald Trump bà Chủ tịch Hạ viện Pence, Pence, Pelosi và cựu Chủ tịch của Quốc hội là ông Paul Ryan. Tình hình tại Miến Điện thì tập đoàn quân phiệt tại Miến Điện vẫn tiếp tục tấn công tàn bạo vào những người đấu tranh một cách ôn hòa cho dân chủ tự do tại đất nước này. Ngày hôm qua, năm tây tháng 12 năm 2021, quân đội đã cố tình dùng một chiếc xe tông vào một cái nhóm người biểu tình ở thành phố Rangoon, khiến cho ba người bị thương. Bản tin của Ban Việt ngữ đại Araby trích lời một nhà báo có mặt tại chỗ cho biết, khi một nhóm người biểu tình ôn hòa tập trung tại một khu phố thương mại ở Rangoon để yêu cầu trả lại chính quyền cho dân sự, thì một chiếc xe ô tô lớn đã tông thẳng vào đám đông đó. Tài xế lái xe là một uh, binh sĩ đã cố tình tăng tốc độ lao vào đám đông, tông vào rất nhiều người. Sau đó thì tài xế này là một người lính đã nhảy xuống xe và bắt đầu bắn vào đám đông khiến cho ba người bị thương. Ở trong đó có một nhà báo miễn Điện. Tài xế còn đánh ba người và chìa súng vào những người qua đường ra lệnh đám đông phải giải tán. Thưa quý vị, kể từ cuộc đảo tránh vào tháng riêng năm vừa qua, đã có tổng cộng 1.300 người thường dân bị thiệt mạng. Đó là tin của Hội Hỗ trợ tự nhiên Chính trị Miễn Điện. Cũng ngày hôm nay, tức là buổi sáng tính theo giờ địa phương Tại Miền Điện, cựu lãnh đạo của phong trào toàn quốc đấu tranh vì dân chủ Miền Điện Là bà ông Sang Suu Chi đã bị Tập đoàn Quân sự Miền Điện tuyên án 4 năm tù giam Đây là bản án đầu tiên trong một loạt các tội danh mà chế độ quân phiệt đã quy chụp cho bà Nếu mà bà tiếp tục bị à, truy tố, bà có thể bị giam giữ suốt cuộc đời Chúng ta cũng biết là bà ông Sang Suu Kyi được dân chúng Miến Điện mệnh danh là bà mẹ của dân tộc. Bà đã chịu đựng rất nhiều trong cái giai đoạn quân phiệt cầm quyền ở Miến Điện, sau đó bà được thả uh, và trở thành một người lãnh đạo tinh thần của dân tộc Miến Điện. Nhưng mà vì bà đã có những lời bênh vực chế độ quân phiệt trước toán quốc tế, vì cái tội diệt chủng của quân đội quân phiệt Miến Điện đối với chủng tộc Rohingya, cho nên bà bị thế giới uh, chỉ trích và thậm chí có nhiều trường đại học đã bỏ hình bà xuống, họ không muốn vinh danh bà nữa. Đài BBC London thì nói rằng hiện có tới 11 cáo buộc nhắm vào bà ông Sang Suu Kyi. Bà đã lên tiếng phủ nhận tất cả mọi lời cáo buộc này. Bà đã bị quản thúc tại gia kể từ khi quân đội đảo tránh vào tháng 2 vừa qua lật đổ chính quyền dân sự do người dân bầu ra. Chưa biết khi nào thì bà ông Sang Suu Kyi sẽ phải bị vào tù. cũng sáng ngày hôm nay thì cựu Tổng thống và là đồng minh của Liên đoàn Toàn quốc đấu tranh với dân chủ Mỹ Điện là ông Win Uh, Myint uh, đã bị bỏ tù uh, cùng 4 năm cùng một tội danh uh, như là bà ông Sang Suu Kyi. Ngay lập tức thì tổ chức uh, Amnesty uh, International, tức là tổ chức ân xác quốc tế đã lên tiếng uh, chỉ trích cái bản án dành cho bà ông Sang Su Chi. Họ nói đây ra là những lời cáo buộc vu khống và họ nói rằng đây là một bằng chứng cụ thể nhất cho thấy là quân đội Miến Điện vẫn tiếp tục cái chính sách muốn loại bỏ tất cả mọi sự chống đối và bóp nghẹt các quyền tự do dân chủ của dân chúng Miến Điện. Tình hình corona virus tại Hoa Kỳ Thưa quý vị, kể từ 2 tháng vừa qua thì một tuần lễ vừa rồi, cái số người mà bị nhiễm bệnh tại nước Mỹ cao trở lại. Trung bình một ngày vào khoảng 100.000 người bị nhiễm COVID-19. Số tử vong trung bình trong 7 tuần lễ vừa qua là 1.651 người trong một ngày các chuyên gia y tế nói rằng một trong những lý do khiến cho cái số người bị nhiễm bệnh và số tử vong tăng trong một tuần lễ vừa qua bởi vì người dân Mỹ đã tập trung đông đảo trong cái mùa lễ tạ ơn tức là Thanksgiving vừa qua khiến cho cái sự lây lan tiếp tục. Một là số lớn những cái vụ mà lây lan tại Hoa Kỳ là do cái chủng loại biến thể Delta Covid-19 chứ không phải là Omicron. Delta hiện nay vẫn là biến thể lây lan nhiều nhất trên toàn thế giới chiếm vào khoảng 99.9% những vụ lây nhiễm Covid-19. Trong khi đó thì um, biến thể Omicron đã xuất hiện tại 16 tiểu bang của Hoa Kỳ và các chuyên gia y tế của Bộ của Bộ Y tế nói rằng kinh nguy cơ trước mắt đó, là cái biến thể Omicron này sẽ lây lan trên 50 tiểu bang của nước Mỹ. Thành phố New York sáng ngày hôm nay thì uh, thị trường là ông Bill de Blasio loan báo cho biết trong một cuộc họp báo là bắt đầu từ ngày 27 tây tháng 12 tất cả những nhân viên nào làm việc cho những công ty tư nhân bắt buộc phải trích vaccine COVID-19 uh, cái lệnh mà bắt buộc nhân viên uh, làm việc cho các cơ quan chính phủ tại New York trích uh, vaccine thì đã được thi hành rồi và như vậy tức là sau ngày 10, 27 tây tháng 12 sắp tới, tất cả những người dù làm việc cho công ty tư nhân hay là làm việc cho chính phủ tại New York cũng bắt buộc phải trích vaccine COVID-19. Ngoài ra, lệnh mới của thành phố New York còn quy định rằng những trẻ em tuổi từ 5 cho tới 11 tuổi, nếu mà muốn tham dự vào những cái trung tâm tập thể dục, các khu giải trí và thậm chí đi vào các nhà hàng ăn, thì các em phải chứng minh đã chích tối thiểu là một mũi COVID-19. Xin nhắc lại tại New York, trẻ em từ 5 tới 11 tuổi. Ngoài ra, tất cả người lớn cũng đòi hỏi là phải chứng bằng chứng đã chích hai mũi vaccine COVID-19 trước khi đi vào tiệm ăn, trước khi đi vào những trung tâm tập thể dục, thể thao và các khu giải trí. Tổng thống Joe Biden hôm mùng 2 tháng 12 vừa qua đã đưa ra một số những biện pháp và bắt đầu có hiệu lực từ sáng ngày hôm nay. Zero giờ đêm tính theo giờ tại thủ đô Washington, DC ngày thứ Hai, mùng 6 tới tháng 12. Tất cả những người nào đi từ ngoài quốc vào lãnh thổ của Hoa Kỳ thì phải chứng minh cho thấy rằng họ đã thử nghiệm COVID-19 trong vòng 24 tiếng đồng hồ within one day. Trước kia thì cái lệnh này áp dụng 72 tiếng đồng hồ, lần này thì rút xuống còn có 24 tiếng đồng hồ thôi. Tức là những du khách vào nước Mỹ những công dân Hoa Kỳ và những người thường trú nhân trước khi lên máy bay vào Hoa Kỳ phải chứng minh rằng họ đã thử nghiệm và kết quả là âm tính đối với Covid-19 và cái giấy chứng minh đó phải trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Lệnh này có áp dụng từ 12 giờ 01 phút sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị ạ, lệnh này còn áp dụng cho tất cả mọi người bất kỳ họ quốc tịch là nước nào và đồng thời bất kỳ là họ có chích hay chưa chích vắc xin COVID-19 cái lệnh mà bắt xét nghiệm đó. Ngoài ra thì với những người mà đã bị nhiễm COVID vắc xin lỗi 19 nhưng mà sau đó đã hồi phục sức khỏe trong vòng 90 ngày thì người đó được quyền vào nước Mỹ. Những người công dân Hoa Kỳ mà chưa chích vắc xin những người thường chú dân của, của Hoa Kỳ mà chưa chích vaccine cũng được vào Hoa Kỳ với điều kiện phải chứng minh rằng họ đã thử nghiệm và kết quả là âm tính 24 tiếng đồng hồ. Đây là một số câu hỏi căn bản. Câu hỏi thứ nhất là cái lệnh này có áp dụng đối với trẻ con hay không? Câu trả lời là có. Tất cả những hành khách nào lên máy bay từ 2 tuổi trở lên bắt buộc phải có giấy chứng nhận là âm tính covid vaccine. Cái điều thứ hai là sau khi mà họ bước chân vào nước Mỹ rồi đó thì những người này có bị uh, cô lập y tế hay không thì câu trả lời là không, họ không bị cô lập y tế. Câu hỏi thứ ba là cái lệnh này có áp dụng đối với những người vào nước Mỹ bằng đường bộ và vào nước Mỹ bằng những chuyến tàu biển hay không? Câu trả lời là không chỉ áp dụng với những người nào mà đi bằng máy bay vào nước Mỹ mà thôi. Về vấn đề thời tiết tại Hoa Kỳ thì lạ lắm. À, đây là một cái bằng chứng cụ thể để cho các nhà khoa học có thể đi tới một kết luận rằng phải có sự thay đổi ở khí hậu toàn cầu. Thứ nhất là mọi năm đó, cứ vào mùa này ở Denver, Colorado là tuyết phủ đầy trời. Bởi vì đó là một cái địa điểm mà không những du khách quốc tế mà du khách Mỹ từ các tiểu bang khác tới Denver, Colorado để mà trừ tuyết. Thì thưa quý vị, cho tới bây giờ, Denver, Colorado chưa có tuyết. Trong khi đó, một cái tiểu bang được xem là ấm nắm suốt 12 tháng là Hawaii, một cái nơi mà người ta vẫn mô tả là thiên đường cho những người đi tắm biển, cho dù là tháng 12, thì cái lệnh cảnh cáo bão tuyết tại Hawaii đã bắt đầu được đưa ra từ đêm hôm thứ Sáu, À, cho tới dạng sáng ngày hôm qua là ngày chủ nhật. Tuy nhiên tiên đoán cho biết rằng tuyết sẽ tiếp tục có thể à, vào ngày hôm nay tại Hawaii. Đó là một cái điều rất lạ. Một số các tiểu bang khác thì cũng có cảnh báo về bão tuyết. Ở trong đó có Alaska là đương nhiên bởi vì đó là một cái vùng rất lạnh. Ngoài ra thì còn có Wyoming, Nebraska, South Dakota và cái vùng phía tây của Minnesota. Cuối cùng là tin liên quan đến chính phủ của tổng thống Joe Biden sẽ loan báo về cái biện pháp là tẩy chay Thế vận hội mùa đông của Bắc Kinh rất sớm. Dự trù cái lời loan báo này sẽ được đưa ra trong vòng vài ngày sắp tới. Đây là một quyết định sẽ dẫn tới việc là sẽ không có bất kỳ một nhân viên chính phủ nào của Hoa Kỳ tham dự Thế vận hội tại Bắc Kinh cả. Tuy nhiên, các vận động viên của Mỹ vẫn tiếp tục tham dự. À, tháng vừa qua thì tổng thống Joe Biden nói rằng sẽ có một cái cuộc tẩy chay ngoại giao à, đối với thế vận hội của Trung Quốc vì cái tình trạng mà Trung Quốc có một chính sách à, đàn áp đối với các chủng tộc à, người Uyghur tại khu vực à, Tân Cương của Trung Quốc. Ngoài ra cũng có những vấn đề liên quan đến nhân quyền tại Hồng Kông. Thì à, thưa quý vị bởi vì lần này đó. Hoa Kỳ chỉ đưa ra cái biện pháp tẩy chay Olympic của Trung Quốc về phương diện ngoại giao thôi. Nhân viên chính phủ không dự. Tuy nhiên các vận động thể thao của Mỹ vẫn tham dự, cho nên không giống như cái lần mà Hoa Kỳ đã tẩy chay cái Thế vận hội năm 1980 được tổ chức tại nước Nga. Lúc đó thì Tổng thống Jimmy Carter lãnh đạo tòa bài gốc lần này thì nghị sĩ đảng cộng hòa tiểu bang Utah là ông Mitt Romney đã kêu gọi tẩy chay ngoại giao đối với Thế vận hội của Trung Quốc. Tháng năm vừa qua thì chủ tịch hạ viện liên bang là bà Nancy Pelosi đảng cộng hòa tiểu bang California cũng ủng hộ một cái giải pháp tẩy chay uh, Thế vận hội của Trung Quốc. Bà nói rằng Hoa Kỳ không thể nào cử nhân viên chính phủ đi tham dự cái Thế vận hội này khi mà những điều không đúng đang tiếp tục xảy ra tại Trung Quốc. Bà muốn nói tới vấn đề nhân quyền tại Tân Cương, nhân quyền đối với người dân Trung Quốc, nhân quyền đối với người dân tại Hồng Kông. Chào tạm biệt quý khán giả và chúng tôi sẽ trở lại trong mục bình luận chiều ngày hôm nay hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất là một thực phẩm bổ dưỡng muốn ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet. Xin gọi 1888 204 hoặc ghé trang nhà tự lực mo.com. Nhà sách Tự lực hân hạnh giới thiệu với quý độc giả tác phẩm Sài Gòn phong vị báo xuân xưa là một công trình sưu tầm và biên khảo của tác giả Phạm Công Luận. Sài Gòn phong vị báo Xuân xưa viết về sở thích sưu tầm các tờ báo Xuân xuất bản tại Hà Nội trước năm 1954 và tại Sài Gòn từ 1954 cho đến 1975. Theo lời tác giả Phạm Công Luận, nội dung báo Xuân thời tiền chiến và thời Sài Gòn trước 1975 có không khí Tết đặc biệt, văn chương thấm đẫm những tình cảm nao nức tiến một năm cũ chào đón một năm mới vào nhà. Tác phẩm Sài Gòn phong vị báo xuân xưa dày 333 trang với rất nhiều bìa báo xuân một thời vang bóng, tranh hí họa của các họa sĩ tài danh vẽ về Tết và rất nhiều bài báo, thơ văn từng được đăng trên các tạp chí xuân thời xa xưa trên đất nước Việt Nam chúng ta. Tác phẩm Sài Gòn phong vị báo xuân xưa hiện đang bán tại nhà sách tự lực, địa chỉ là 14318 Brookhurst Street, thành phố Garden Road, thừa bang California 92843 điện thoại miễn phí 18882047749 18882047749 và điện thoại để quý khán giả có thể gọi trực tiếp vào tòa soạn của tự lực bookstore là bảy một bốn sáu bảy sáu độc giả ở xa muốn mua sách xin vào trang mạng của nhà sách tự lực là www.tự com